em toàn quốc năm 2019 nói riêng và cho cái nhu cầu phát triển về ngành du lịch xanh nói chung trên toàn quốc. Công ty Tinh dầu Thiên nhiên Queen Oil cũng đã đưa ra những cái giải pháp làm sao để cho bốn cái bức tường của một cái không gian nhỏ trong một khách sạn, nhà hàng của quý vị có thể là nó tràn ngập những cái hương thơm tự nhiên dễ chịu, khiến cho du khách cảm thấy rằng là thật sự là một cái chuyến du lịch nghỉ dưỡng, nó có giá trị, nó có ý nghĩa về mặt tinh thần, giải trí. Và đến với cái sự kiện GM 2019, Queen Oil cũng hân hạnh là nhà tài trợ và đồng hành cùng với sự kiện, mong muốn rằng là sẽ gắn liền với những ngành nghề về du lịch, phát triển du lịch cũng như là đưa đến những cái không gian thật là xanh sạch và thơm với tất cả những cái ngành nghề kinh doanh về du lịch, khách sạn, nghỉ dưỡng. Cái việc đưa tinh dầu thiên nhiên vào tất cả các khu vực của khách sạn là một ý tưởng rất là tuyệt vời. Mình đã sử dụng tinh dầu Queen Oil được 2 năm thì mình thấy rất là tuyệt vời. Vì cái mùi của tinh dầu Queen Oil rất là trong lành. Khi mà người ta ngửi được cái mùi đó, người ta cảm thấy không bị sốc, không bị cảm giác là khó chịu. Mà Queen Oil nó đem lại một cái hương rất là tự nhiên. Khách sạn cũng đã không biết lần đã nhận được những cái guest comment từ khách ở trong khách sạn của mình. Người ta hỏi về cái mùi, tại sao lại có cái mùi đó khách sạn, có cái mùi đó từ đâu. Đến thời điểm này mình nghĩ là mình chọn Queen Oil là một cái sự lựa chọn không sai lầm. Bởi vì đến với Queen Oil thì mình rất là hài lòng. Và mình đã tự hào đem giới thiệu Queen Oil đến tất cả các khách sạn mình đã từng làm. Thì tất cả các chủ đầu tư và tất cả khách hàng người ta rất là thích.